Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có mặt với một cái YouTuber rất là nổi tiếng, từ gọi là từ khu Nam sang khu Đông, làm Đông sang khu Nam chứ. Chứ không phải là khi trước là em ở khu Nam trước hả? Rồi, okay. Đúng rồi, từ là khu Nam sang khu Đông và rất là nổi tiếng với những cái biệt thự khá lớn của Vinh gần đây giao dịch, phải không? Rồi. Thì cảm giác của em như thế nào khi mà anh em mình quay lại với là cái thị trường của em tại nơi đây? Mời. Cũng được, cũng em cũng hay thường xuyên về cái nhánh bên này, nhưng mỗi lần về thì thấy cái sự xôn tụ ở cái khu Nam nó cực kỳ mà nhanh. Bằng chứng là những cái căn shop ở cái khu dọc cái đường Yếu Thọ này là đang hoàn thiện và cái khai trương, thì hôm nay anh em mình vừa khai trương cái công ty của một bạn đấy, thì biết của anh thâu đêm ha, thì nghĩa là có những cái gọi là có những cái bước khởi đầu cho cái chu kỳ mới, thì thấy rất là hào hứng trong cái giai đoạn. Đúng rồi, mình đi vào một tí xíu để mình cảm nhận cái sự thay đổi của dự án TS tại Nhà Bè Phong Hoàng Sinh. Nói đến Hoàng Sinh cũng là một gọi là một trong nhà lão làng về bất động sản rồi. Thì đối với dự án TS chắc là sẽ là một cái tâm điểm cho Hoàng Sinh sẽ là đầu tư phát triển và đưa đội ngũ của mình làm một cái thị trường hoành tráng tại nơi đây. Đúng. Thì Hoàng Sinh cảm nhận như thế nào khi một cái chủ đầu tư của nước ngoài và làm tại khu Nam với những cái cơ sở hạ tầng như thế này? Về cái chủ đầu tư GS á, thì của Hàn Quốc á, thì cũng được biết đến khá từ lâu rồi. Thì kể từ thời điểm mà triển khai cái dự án này thì chủ cũng đã gọi là tìm hiểu rất là kỹ về chủ đầu tư GS. Thì người ta là một cái chủ đầu tư đa quốc gia với rất là nhiều cái mảng chứ không chỉ riêng với bất động sản. Và một cái dự án được đầu tư bài bản như GS hay là rất là nhiều ở GS Nhà Bè hay là ở Thủ Thiêm đã bảo chứng cho cái sự gọi là uy tín của chủ đầu tư này rồi, thì em nghĩ là đây không cần nhiều nói nhiều về cái sự uy tín. Em nghĩ đây là mọi người cũng có thể hình dung ra những cái dự án mà đã từng bán trước đây đó, thì như GS Day River Thủ Thiêm đúng không, thì bán hai ba đợt rồi, hay là những cái dự án của GS Nhà Bè này thì đã bán hơn 350 căn nha. Chính xác, vị trí mà Phước Sửu và Hoàng Sinh đang đứng là một cái khu đô thị 349 hecta, dự kiến sẽ là một cái thành phố thu nhỏ Seoul, thu nhỏ của Hàn Quốc tại Việt Nam. Chắc hẳn là sẽ là hình thành phát triển cực kỳ nhanh. Bởi vì trong cái thời điểm này là tất cả về những cái gì mà tháo gỡ bất động sản đã trải qua hết rồi, từ luật thuế đến về những cái gọi là trục trặc về pháp lý giấy phép xây dựng, thì bây giờ đã khơi nguồn và cho một cái sự khởi đầu mới. Thì em nghĩ là bây giờ là về hạ tầng thì được đầu tư rất mạnh mẽ ở khu Nam Sài Gòn cũng như là toàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng lâu rồi, cái câu chuyện là em cũng đã lâu mình đi ra tham quan đây ha, cũng đã từng làm việc ở khu Nam nhiều, nhưng mà về chuyên môn ở khu Nam thì em nghĩ là tới đây em sẽ học hỏi anh Phước Sửu, một cũng là một YouTuber rất là và có tiếng trên thị trường và chốt rất là nhiều giao dịch khủng, và đây là ông trùm của GS tới đây học nói anh. Từ ông trùm thì nó cũng đúng cũng chưa chắc đâu Hoàng Sinh à. Mỗi người sẽ có một cái duyên ở khu đó, và ví dụ nói đến Vinhomes, nói như cái biệt thự vĩ đại to lớn hay là những cái dinh thự sát bờ sông, thì Hoàng Sinh đang làm khá tốt và đưa cái thông tin của cái dự án lên một tầm cao mới, luôn luôn là đưa đến những cái hình ảnh và video mới nhất cho khách hàng. Và Hoàng Sinh nhận định như thế nào khi mà những cơ sở hạ tầng và những cái tiện ích, và đặc biệt là những cái dự án tại khu Nam mình nó đang hình thành và phát triển như vậy, và theo như Hoàng Sinh cảm nhận á, thì ở đây có còn là nơi gọi là vùng trũng của bất động sản nữa hay không? Vùng trũng, ý của anh là vùng trũng là nó giá nó mềm nào? Giá nó đang mềm ấy. Giá nó đang mềm thì em nghĩ là đây là cái giai đoạn rất là thích hợp và an toàn cho khách đầu tư, phải không? Đúng rồi, tại vì nó đã bảo chứng là những cái mặt tiền đường như thế này đã có thời điểm nó lên tới 32 đến 35 tỷ, những cái shop house như thế này, và bây giờ nó đã điều chỉnh xuống còn 22 đến 25, có nghĩa là một cái gọi là cái khoảng gọi là còn một cái độ nở sắp tới với cái chu kỳ tới, thì chắc chắn nó sẽ là lên 35-40, nó chỉ là khoảng cái thời gian nào thôi, nó chỉ cần còn quay lại với là đúng rồi, giá cũ là nhà đầu tư đã lời đến tầm khoảng 20-30% của Hoàng Sinh. Đúng rồi, dạ. Thì bây giờ câu chuyện là những cái mức giá bây giờ nó quá chi là hợp lý, và với cái những cái yếu tố về tiềm năng về kinh tế vĩ mô hay là về gọi là
hạ tầng, cơ sở hạ tầng được đầu tư rất là mạnh mẽ ở toàn thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt của khu Nam. Và vừa rồi thì em có được biết là cái hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ cũng đã được thông xe. Và đây em đây ngay chỗ này là cái nhà ga Metro số 4. Đúng Metro rồi. Số 4 thì trong tương lai nó sẽ còn rất là nhiều câu chuyện để nói, cũng như là đi kéo dài từ đây xuống tới cảng Hiệp Phước. Đấy, cảng Hiệp Phước, rồi khu công nghiệp Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu. Thì ở đây cái việc khu vực phía Nam Sài Gòn, và nó sẽ còn rất là nhiều câu chuyện để nói về hạ tầng, về gọi là cái tiềm năng. Và còn nữa nha, còn nữa đó là cái tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành cũng sắp nữa được thông xe. Wow. Nó chỉ cách đây chỉ khoảng tầm 2 km. Mình cho mình có thể đi về miền Trung, miền Tây, mình chỉ cần 10 phút là đi qua xa biển Cần Giờ để tắm biển. Có rất là nhiều thay đổi về khu Nam Phong Hoàng Sinh. Yeah. Chắc ăn là sẽ là còn nhiều thông tin để cập nhật đến quý anh chị và tại khu Nam. Để cho biết mọi người biết là khu Nam là một cái nơi đáng để đầu tư, nơi là gọi là đất lành chim đậu và nơi gọi là luôn luôn sinh sôi nảy nảy lộc, phải không? Dạ. Và quý cô chú và anh chị muốn tìm hiểu thêm sâu về khu Nam Sài Gòn thì hãy đăng ký follow kênh của anh Phước Sửu và Hoàng Sinh ha, những cái thông tin mà gọi là hữu ích và cập nhật liên tục trong thời gian tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhiều video sau. Chào.